Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Đầu video thì mình xin được chúc tất cả các sĩ tử thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì tập là bùng nổ, ôi số ơi, toàn 9 đến 10 thôi. Và nếu như thi trượt thì cũng đừng có buồn, bởi vì về chúng ta sẽ làm gamer, làm YouTuber. Ok, để chúng ta phải suy nghĩ thật là tích cực lên. Nhưng mà nói thế không có nghĩa là ngày xưa mình thi trượt tốt nghiệp trung học phổ thông đâu anh em nhé. Với cả ngày hôm nay thì chúng ta đã bước sang ngày thứ 20 rồi và mở sang tính năng đồng hành. Ở đồng hành pet thì chúng ta lựa chọn em pet nào? Ứng Long làm đồng hành ư? No! Mà chúng ta hãy lựa chọn chú tước đi, đấy là trong đội hình của mình. Có một em chú tước của một em Ứng Long thì tất nhiên là mình sẽ lựa chọn em pet đỏ chú tước rồi. Lý do tại làm sao ư? Thì là đây anh em nha. Đó, anh em có thể nhìn thấy này, với em pet đỏ của mình thì cái xác suất phóng kỹ năng của nó sẽ cộng được thêm 5% nữa. Tức là nếu như pet làm đồng hành nha, thì nó chỉ có 25%, tức là pet cam trở xuống thì nó chỉ có 20% là có xác suất phóng ở cái lượt kỹ năng của nó. Tức là sao? Ví dụ như em chú tước là 2 hiệp dùng kỹ năng một lần, tức là nó sẽ dùng kỹ năng ở hiệp 2, 4 và 6. Đấy, kiểu như vậy, những hiệp chẵn, đúng chưa? Thì bây giờ, ở những cái hiệp 2, 4, 6 đấy, nó chỉ có tỷ lệ 25% là được sử dụng kỹ năng khi mà nó làm đồng hành thôi. Tương tự như những cái chỉ số ví dụ như HP này, bình thường làm pet chính thì nó sẽ được cộng là 24,3%. Nhưng bây giờ làm đồng hành nó chỉ còn có cộng 7, bao nhiêu phần trăm đấy mà thôi, 29. Tương đương với là 1/3 thôi anh em nhé. Đấy. Kỹ năng bị động thì cũng chỉ có 20% là có hiệu lực mà thôi. Đó anh em, ok chưa? Bây giờ mình sẽ ấn xác nhận cái. Cũng tăng lên được 100 vạn anh em nhé. Và chắc chắn là với đồng hành như thế này thì sẽ ngon lành gành đào rồi. Sau này khi mà mình đã lấy được nhiều em chú tước hơn thì mình sẽ cho em nó làm pet chính và chuyển sang build choáng. Những cái đấy thì thôi, về sau thì chúng ta cùng nhau tính tiếp nha anh em. Ok, còn bây giờ thì vẫn tiếp tục là một số những cái hoạt động thường ngày thôi, để mình có thể là cùng nhau chặt cây cũng như là đi PK tí, xem mà có đồng hành cái thì hiệu quả nó như thế nào anh em nhá. Để anh em có thể thấy rõ hơn là đồng hành ư, đồng hành có gì ngon mà mọi người lại mong chờ, kiểu như là vậy. Đây. Ồ, Châu Tụ Bảo điên cuồng à. Hôm nay lại ra cái gói này, 25k mình còn không nạp nữa là 129k. Rồi. Lại tiếp tục là xuất hiện yêu vực man hoang rồi anh à, man hoang rồi anh em ơi. Tuyệt vời. Lại có thêm tí tài nguyên rồi. Yêu vực man hoang, đi tổ đội phát đã. Chỉ xem đội trưởng ở server này sao nào. Ai à, 1,37 ức à. Xin vào đi, xin vào hết. Đấy. Ui, đỉnh. Xin vào luôn. Wow, các bố này yêu lực cao phết nhở. U là trời. Yạc, ghê vậy. Thật được, đến lúc tầm chiều mà các bố đấy không cho mình vào thì mình sẽ tạo tổ đội, sau đó anh em nào vào thì vào nhá. Ơ, đại hội luyện khí à? Hôm nay lại có cái sự kiện này rồi. Ngon lành cánh đào anh em ơi. Miễn phí này, ôi. Chính ra mấy lần trước á, mình cứ chơi cái đại hội luyện khí này, chưa kịp chơi thì đã hết ngày rồi. Mấy đợt đấy bận thật, nên là chưa biết đại hội luyện khí này quy tắc như thế nào luôn á. Sau khi đại hội luyện khí bắt đầu, thông qua trượt khu vực luyện khí ở giữa để di chuyển khí vật. À, thế bao giờ nó bắt đầu? Thời gian hoạt động là 10 đến 22 giờ. Bây giờ mình quay video là 8 giờ 39 phút sáng. Hơi tí nữa, lúc nào 10 giờ thì vào ngâm cứu sau vậy. Tiên duyên, ok. Phước lành, ok. À đúng rồi, hôm nay lại tiếp tục là thử vận may, xem vận may của mình hôm nay nó sẽ như thế nào đây. Thôi đi PK tí đã anh em nhá. 3.900 vạn đúng không? Ôi mở được tốc độ X3 rồi, thật là tuyệt. Rồi chú tước đánh đi chứ mày. Đấy anh em thấy không, 25% tỷ lệ của nó hơn mấy con pet cam này mà nó còn đứng yên này. Mà anh em bảo là Ứng Long 5 hiệp mới đánh một lần thì... À 4 hiệp chứ nhỉ? 4, 5 hiệp nó mới đánh một lần. Mà đến hiệp của nó thì cái tỷ lệ đấy thì bao giờ cho Ứng Long được đánh. Ứng Long chỉ có mà khóc thét, đứng im thôi. Nhưng mà đánh được một phát thì ngon này. Ôi kìa, nóng băng rồi. Đánh đi mày ơi, chú tức ơi. Đánh đi. Hoài thế nhỉ? Đấy. Được đánh ngay. Anh em thấy ổn áp không? Chắc chắn là quá ổn áp luôn rồi. Chú tước mà được quánh một phát là kẻ đây cũng thốn đấy.
Sau này thì mình sẽ dành tài nguyên ra để nâng cấp một chút vào em chu tước để cho nó mạnh hơn. Khi mà nâng cấp được vào chu tước thì nó sẽ tăng được cái này này anh em này. Đấy, ví dụ như bây giờ nó đang là đánh gây có 120% sát thương. Nhưng để mình nâng thử nhá, 139.000 thôi, cứ tăng cấp lên đã. Tăng để test cho anh em luôn này. Lên level 20 được không? Chắc là được. 20 cái gì đâu mà không được. Đó, anh em thấy chưa? 138% ngày. Lên được 40 không? Ôi, 37. Buồn thế. Nếu như mà lên được 40 phát thì lại ngon luôn đi chị. Lên được 40 thì lại phê luôn. Thế thì đi dị thú xâm lược nhỉ? Nhưng mà thôi, để dành tài nguyên đấy tí đi, cho nó được nhiều điểm anh em ạ. Vận may. Hôm nay vận may là cái gì đấy? Ồ, tăng cấp thần thông à? Ô, Skela. Đơn giản như đan rổ, có gì đâu. Khai ngộ phát đã. Thần thông, nhận thần thông. 1. 2. Y. 3. Và. Ồ, cái chói thần luôn á. Rồi, cái gì đây? Đại ma tà thân thiên vị thể. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Có một cái tá lực thuật. Tuyệt cả là vời. Tá lực thuật, nâng lên luôn em ơi. Con lành cái đào em ơi. Chói thần. Ui. Ám kích. Ui. Minh âm ra sắt. Ui. Và hình như là phải nâng cấp thần thông nữa, quên mất. 1, 2, 3, 4, 5. Đâu? Full ngay. Đó. 10 trên 10 anh em ơi. Quay nào. Thần thông đỏ đi. Trời đất. Cú thế nhờ. 4 đến 4, 16, 140 cái phù thiên diễn. Có thêm một tí đào. Thốn quá anh em ơi. Thế thì bao giờ mới có được cái thần thông ngộ đạo tùy chọn đấy. Kiếm thêm cái giải thi pháp các kiểu đi. Thốn thực sự anh em ạ. Chắc mấy lần trước hên làm video khoe trên YouTube thế nó phích lại tỷ lệ của mình luôn à. Cú thực sự. Tiên đảo bồng lai. Ai chà. Ghê vậy nhỉ. Vào tầng 2A. Tối nay lại tiếp tục thôi. Wow. À, hết chưa nhở? Ờ, hết rồi. Hết rồi, vào đâu nữa? Nhận luôn. Được bao nhiêu thì được. Dạ, quan trọng gì đâu. Tiệm. Ok. À, thích luôn. Ây à, ghê quá nhỉ. Chật. Ông này nạp cũng gắt ghê nhỉ. Còn gì có thể mua được ông ta? Phù thiên diễn này. Mù nốt. Thành tựu. Ok. Hơi lười đánh mà cũng được một chút phần thưởng anh em ơi. Chuột nào? Húc địa. Tự động thôi. Ây à, quên. Full rồi. Đại hội luyện khí ở đây có cái gì nhỉ? À, có tin ngọc. Ôi ồ, bên này là có thêm mấy cái gói nữa này. Ú ồ. Kinh vậy. Quá ngon phết anh em ạ. Nhưng để mở ở đây là mất bao nhiêu? 129. Mà quà bên này nữa thì cần 499. Thôi anh em ạ. Chịu ấy. Quá sao tự nhiên nó đang đánh lại dừng lại nhí. Tăng cấp. Còn 4 ngày nữa thôi anh em ơi. Cố lên. Và với cái sự chăm chỉ của mình, của những con chuột của mình, thì mình nghĩ là chỉ tầm 2 ngày nữa thôi là mình có thể lên được tiên thụ cấp 14. Tối càn khôn. Ô kìa. Ấn ký à. Ấn ký. Cứ giảm sát thương cuối và phang thôi. Chơi về lâu về dài. À, sơn giã tinh của mình đâu. Một em. Úi, đây rồi. Cứ ôi được sơn giã tinh thôi anh em nhá. Dùng luôn. Hết. Tinh quái xem nào. Đây rồi, nâng cấp được này. Nhưng mà cũng chưa đủ để lên bậc tiếp theo luôn. Thế cho nên là cứ để đấy đã, bao giờ có nhiệm vụ triệu hồi tinh quái, nâng cấp bậc cho tinh quái á, thì mình sẽ dùng sau. Ơ, ngày hôm nay là ngày gì nhỉ? Ra nhiều sơn giã tinh kinh khủng luôn anh em ơi.
được có lói chứ. Vận may đã có thêm một phát nữa. X1 này, biết đâu lại ra cái gì đó này. Ra gì không? Ui, 30 đảo. Chán nhỉ. Thôi, nếu như anh em thấy mình đen quá thì nhớ cho mình xin nút like để cho cái nhân phẩm của mình tăng lên nhé. Chứ không mấy ngày hôm nay nhân phẩm chán quá anh em ạ. Buồn thực sự luôn á. Vị thú ban phúc. Ui giời. Thêm một phát nữa là mình sẽ có thêm 3 cái dẫn hồn chú anh em nhé. Và 4 ngày nữa thôi thì mình sẽ có một cái thần thông ngộ đạo thùy trọ. Pê luôn. Rồi. Bây giờ đi vượt ải tí anh em nhé. Nhưng mà còn khiêu chiến yêu vương này này. Càn quét luôn. Hôm nay để mình xem là 268. Ô, thế là hôm nay lên được hợp thể trung kỳ đấy. Ok này. Khiêu chiến yêu vương thêm vài lần nữa. Đó. Đó. Thế là tổng cộng là 900. 900 mà 7.000. 7.000 khả năng là vừa đủ anh em ạ. Bang hội xem nào. Tiệm bang. Ok. Đây rồi. Có đào này. Tầm này thì mình lại mua. Cứ không all in vào đào nữa. Mình nửa nọ nửa kia. Nửa đào và nửa tinh bình thủy. Treo thưởng bang. Tiếp tục là nhận luôn. Đợt gần đây thì có cái sự kiện treo thưởng bang này. Đâm ra là cũng hay phết. Kiếm được thêm khá nhiều tài nguyên anh em nhé. Tuyệt vời đấy. Trả giá thôi. Ồ, mình trả giá được. Kinh chưa, top 2 luôn nha. Anh em nào chơi trả giá đi, vào trả giá đi nhá. Nhiệm vụ bang này. Liên kích, ôi ôi, 387k hiệu lực luôn. Nhận. Nhận. Giết Delta, tí thì vào ánh. Úi, lại giảm thêm được 1 tiếng nữa. Còn 4 ngày 12 giờ nữa thôi anh em ơi. Gọi là 4 ngày rưỡi đi. Kinh khủng phết này. Tông môn này. Lấy thể lực đã. Chiêu thú. 1 2 và 3. Rồi. Dập đi. Nhưng mà hết cái số thể lực này nó cũng chưa xuất sư được. 160 chưa kịp xuất sư. Bọn này cần tốn thêm 240 thể lực nữa thôi đúng không? Thôi để đấy. Cứ để đấy anh em ạ. 269 rồi anh em nhé. Chuẩn bị lên thôi. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi đánh một số cái ải. Không biết là với em chú tước này thì hôm nay mình đã vượt qua được chưa đây. Cố lên chú tước ơi. Đánh một vài phát đi xem nào. Thể hiện sự uy tín đi. Đấy đúng rồi. Đúng rồi. Ôi là trời. U là trời. Con lành luôn. Đấy anh em nhé. Sau này nếu như mà chúng ta có thêm tính năng đồng hành này nữa thì chiến thuật của chúng ta sẽ thay đổi rất là nhiều. Đặc biệt là trong cái việc mà build môn phái, cũng như là né hay là phản công hay là choáng gì đó. Ôi dồi ôi, toàn thế. Con này trâu ấy nhở. Quên mất không xem chỉ số nó là cái gì. Liên kích hay là phản công đấy. Hình như là liên kích à. Ôi dồi ôi. Ôi dồi. Con này là về cái gì đây? Choáng, đúng rồi, nó là liên kích anh em ạ. Phải đeo cái kháng liên kích mà thôi. Kháng liên kích. Khiêu chiến. Xem lần này mày còn liên kích được nhiều không. Mày còn liên kích được nhiều không? Vẫn nhiều anh em ơi. Vẫn nhiều thế. Ê à, đau nha. Ôi dồi, ôi dồi. Nhưng mà có khả thi hơn một tí rồi anh em ơi. Khả thi hơn một tí rồi. Mày là kháng cái gì? À mày là chỉ số gì đây? Phản công à. Táo lại đeo kháng phản công. Tao múc mày luôn. Mày phản với ai? Mày phản này. Ui nó đánh đau quá. Ui. Đấy chú tôi đã đánh thêm phát nữa rồi. Ui ui toàn thế. Ui ôi. Chịu 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 chịu. Liên kích bạo kích. Hay luôn. Ui dồi được có mỗi bình à. Nhận. Còn tận bao nhiêu? 4.480 nữa. À, vẫn đủ, vẫn đủ, vẫn đủ, vẫn đủ. Tiên cung vào bái kiến mấy cái ông này tí nhỉ. Lấy thêm chút tiên ngọc đi. Thích luôn.
Ai à, càng đét đèn đèn luôn. Ok, dị thú xâm lược tí nhờ anh em nhỉ. Từ từ đã, chuyển yêu tháp đã. Rồi, ok lá. Tự động luôn. Đó, bây giờ thì chuyển sang dị thú rồi anh em ơi. Đổi tinh quái cái đã. Đổi đội hình đấy, sang bên này đi. Xem là dị thú xâm lược đánh được bao nhiêu ức rồi. 2,84 à. 3,01 có tăng hơn một chút. 3,73, 3,38, 3,36. Dị thú bảng xếp hạng xem nào. Đấy, hạng 18 ngay. Mặc dù là bảng xếp hạng yêu lực cũng như là đấu pháp của mình thì cũng bình thường, nhưng mà ở trong dị thú xâm lược thì hơi bị ok luôn. Ây à, né à, quên mất không đeo cái kháng né đi PK. Đấy, thấy chưa, đau chưa. Ây à, vẫn phải nằm xuống nha anh em. Ui, 540k yêu lực này. 540.000 luôn, sợ nhỉ. Ghê phết đấy chứ. Kháng né. Ok nha, nếu như anh em nào thấy tính năng đồng hành này hay thì nhớ cho mình xin một nút like nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Ok, thêm phát nữa này. Ui dồi. 3.900. Mình 5.300 rồi. Ây à, đau chưa? Bạo kích phát thốn chưa? Cố lên nào. U là trời. Tầm này đúng là ghét như ông nào chơi né thật. À đây này anh em nhé, tí nào đồng hành thì anh em hoàn toàn có thể lựa chọn em Huyền Vũ này để hồi máu nha. Khá ổn đấy. Tốt nhất là anh em nên sử dụng một em pet đỏ để làm đồng hành thì nó sẽ hợp lý hơn. Ok. Ê, ghê vậy. Liên kích liên tục tục vậy. Cú nhở. Quả lúc nay bố kia liên kích ghê thật đấy chứ. Liên lại bạo các kiểu đấy anh em thấy không. Em loan điểu này hồi rất là nhiều máu. Đồng hành cực kỳ khủng nha. Nhưng bố này vừa dính một pha bạo kích đến từ mình. Anh em ạ, nãy giờ quên đổi bộ tinh quái này. Bảo sao đi PK lại thua nhanh thế. Hóa ra là không có hồi sinh. Holy shit. Cú thế nhỉ. Đây, lại cũng không có sơn giã tinh luôn. Ảo vãi cả trưởng anh em ơi. Mải nói chuyện là không để ý đấy. Cái gì này? Né. Quên. Khiêu chiến lại nha. Đây. Tầm này nó phải khác bọt hơn này. Mày dính trưởng chưa? Ây à. Bướng à? Bạo kích. Chỉ số giảm xuống nhưng mà cái này thì lại có liên quan đến bạo kích à? Được, mình cũng rất là thích bạo. Tiên duyên. Nhận luôn. Úi dồi ôi. Đấy, nếu như ông nào chăm nạp tiên duyên là bây giờ vật cưỡi lên hơi bị cao rồi nha. Vẫn còn khoảng hơn 1.000 điểm nữa. Tức là mình phải xả thêm hơn 100 đào nữa. Úi dồi ôi. Được mỗi cái này level 5 này. Để mình xem là 644 cái ngọc lưu ly rồi. Được một nửa chặng đường, anh em gần một nửa chặng đường. Non nửa thôi. Là mình sẽ sở hữu thêm em chuột thứ 7. 7 em chuột đào chắc là nhanh lắm ấy nhở. Perfect đấy. Giờ mình sẽ nâng cấp nốt xem mà lên được không nha. Level 40 này. 1, 2 và... Không đủ. Vẫn chưa đủ anh em ơi. Thả con này xem nào. 2.400. Thả con này xem nào. 5.600. Vẫn chưa đủ anh em ạ. Cú nhỉ. 845 rồi này. Kiếm đâu ra được tầm 155 cái ngự linh thạch nữa bây giờ nhỉ anh em nhỉ. Cái này xả 4.000. Xả 500. Ui dồi ôi. Bây giờ vẫn phải xả ngự linh thạch thì lấy đâu ra. Độ kiếp đây anh em ơi. Độ kiếp thôi. Lên. Như pha độ kiếp này thì nó sẽ không thay đổi ngoại hình, thế cho nên là nó chỉ tăng chỉ số thôi anh em ạ.
Thôi được rồi, tạm thời như vậy đã. Hôm nay độ kiếp được cũng như là mở ra tính năng đồng hành là vui rồi anh em ạ. Perfect. Và cột mốc to lớn tiếp theo là ngày thứ 33. Nhưng mà để bước sang ngày thứ 33 thì còn một cái hành trình khá là dài nữa. Tận 13 ngày nữa, gần 2 tuần nữa cơ. Để anh em nhớ đồng hành cùng với mình nha. Và đừng quên là ấn đăng ký kênh cũng như là cho mình xin một nút like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.